Thưa quý vị, để cùng nhìn lại thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 13 tháng 2. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay anh Huỳnh Minh Tuấn là giám đốc môi giới công ty cổ phần chứng khoán VNRS, để cùng nhìn lại bình luận và thị trường ngày hôm qua xin được chào buổi sáng anh tuấn thưa anh thì sau cái dịp tết âm lịch kỷ hệ thì thị trường chúng ta đã có hai phim tăng điểm tích cực trong đầu tuần nhưng hôm qua thì thị trường lại có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ và chúng tôi cũng quan sát thấy là cái cổ phiếu lưu chip trong đó có nhóm ngân hàng đã có dấu hiệu suy giảm vậy thì theo anh thì cái khả năng điều chỉnh chỉ số lúc này có cao không thưa anh tuấn thì thực ra là tôi đánh giá cái khả năng điều chỉnh nó sẽ có nhưng mà tương đối là không không lớn đơn giản là sau khi thị trường tăng hai phiên thì sẽ xảy ra cái lực chốt lời của khối nhà đầu tư nội. Tuy nhiên là tôi quan sát được rằng là các quỹ ETF ngoại đang được huy động được vốn và họ sẽ giải ngân vào cái nhóm trụ trên thị trường. Thì đây nó tạo ra cái sự cân bằng, nó tạo ra sự cân bằng. Nhìn xa hơn một chút thì các cái vấn đề về rủi ro mà gây áp lực lên thị trường gồm có Fed tăng lãi suất hay là chiến tranh thương mại đang dịu đi. Nên cái bức tranh thị trường trong cái giai đoạn tới nó sẽ tương đối sáng sủa, tuy nhiên cũng sẽ phân hóa rất là nhiều thưa anh thì chúng tôi nhận thấy dòng tiền vẫn đang tiếp tục đổ vào thị trường khá là nhiều nhưng bên cạnh đó thì cái lượng bán ra cũng không hề ít vậy thì với những cái um, tín hiệu như thế này thì anh nhận thấy là tâm lý nhà đầu tư lúc này như thế nào anh tâm lý nhà đầu tư lúc này thực ra là sau hai phiên phải nói là ba phiên thanh khoản tăng gần gấp đôi so với trước tết rồi tôi đánh giá tâm lý nhà đầu tư đang cải thiện rất là nhiều trên những cái cái cái, cái điểm nhấn mà tôi đã vừa 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 trao đổi với, với anh tuấn đó chính là việc phép tuyên bố rằng là sẽ không có thắt chặt nhanh hơn nữa cái chu trình tăng lãi lãi suất của mình cũng như là ngài tổng thống Trump rất là dịu giọng trong vấn đề chiến tranh thương mại với Trung Quốc và tối qua dẫn một nguồn tin từ Bloomberg cho thấy rằng là uh, Donald Trump, tổng thống Donald Trump sẵn sàng gia hạn nếu như mà cái cuộc đàm phán về chiến tranh thương mại không đáp ứng được kịp cái thời hạn là cuối tháng ba đó thì đối với những thị trường mới nổi như chúng ta thì chúng ta bị ảnh hưởng ở yếu tố bên ngoài rất là nhiều Và khi những yếu tố này nó dịu đi thì tâm lý nhà đầu tư nội của chúng ta nó đang bình ổn trở lại Bằng chứng là cái lượng tiền đổ vào thị trường nó đã tăng gần gấp đôi so với thanh khoản trung bình trước Tết Đây là một tín hiệu tích cực Vâng và hiện tại thì không ít nhà đầu tư hiện đang đặt kỳ vọng rất nhiều vào cái cổ phiếu nhóm ngành dầu khí với những thông tin tích cực vừa qua Vậy thì anh Tuấn phân tích như thế nào về nhóm ngành dầu khí trong thời điểm hiện tại thưa anh? về nhóm nhìn dầu khí chúng ta có thể chia ra nó làm thành ba cái cái cái, cái phân ngành nó là upstream, downstream hay là middle stream tức là đầu và thượng nguồn, đầu nguồn và hạ nguồn, à, thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Thì những ông thượng nguồn tức là khai thác, hút dầu lên và bán hoặc là xử lý ví dụ như ông BSR là khóa lọc dầu Bình Sơn chẳng hạn như vậy thì đợt rồi đã có một cái quý lỗ rất là nặng do giá dầu nó biến động rất là lớn. Còn những cái hạ nguồn như phân phối như Petrolimex hay là thi công trung nguồn y như là ông hạ uh, um, tầng kỹ thuật dầu khí vân vân thì sẽ vẫn hưởng lợi với cái đà phục hồi giá dầu trong thời gian gần đây. Trong đó có trọng yếu là tin là sự tuyên bố của quốc gia chiếm trữ lượng dầu mỏ số 3 thế giới là Ả Rập Saudi họ có thể cắt giảm nhiều hơn làm cho cung cầu nó xích lại với nhau. Thì đối với cái thị trường dầu khí nó giá dầu nó biến động liên tục nên nó gây cái ảnh hưởng lên tâm lý của nhà đầu tư ngoại khi theo dõi chỉ số về giá dầu và ảnh hưởng tới cái thị giá của nhóm dầu khí thì việc kỳ vọng là một cái hợp lý tuy nhiên nhà đầu tư nên phân tách ra như tôi nêu hồi nãy đó là bạn đầu tư vào cái phân khúc nào? đầu nguồn hay là hạ nguồn để mà chúng ta biết tìm đánh giá được cái khả năng tìm kiếm và phát sinh lợi nhuận của những cái nhóm này về mặt bằng tổng thể thì giá dầu có thể là sẽ đi ngang trong giai đoạn này nên cái nhóm dầu khí nó sẽ có sự phân hóa rất là nhiều. Dạ. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ của anh Tuấn và hy vọng là các nhà đầu tư sẽ không có một cái nhìn sáng suốt để dù trong phiên ngày hôm nay cũng là ngày mà cúng thần tài. Dạ. Xin được cảm ơn anh. Thưa quý vị, nhận định vừa rồi với anh Huỳnh Minh Tuấn cũng đã khép lại chương trình tin sáng ngày hôm nay. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.